Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật, cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới 15 tuổi, độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, thì mong mẹ Phia đã lấy chồng. 16 tuổi, Phia đã là mẹ. Cuộc sống nghèo khổ nơi miền biên viễn xứ Nghệ lại càng nghèo khi 7 đứa con nheo nhóc liên tiếp chào đời. Thời gian đầu, hai vợ chồng cần mẫn, chịu thương chịu khó làm ăn, hạnh phúc luôn đầy ắp trong ngôi nhà nhỏ với những tiếng cười đùa của những đứa con. Thế nhưng, từ khi chồng bập vào rượu chè, cuộc sống gia đình Phia trở nên đảo lộn. Mỗi lần say, ông Mong Văn Tình, chồng Phia, lại lớn tiếng chửi bới, thượng càng tay hạ càng chân với vợ. Khi các vết thương bầm tím trên khuôn mặt, cơ thể chưa kịp lành lặn, thì Phia lại liên tiếp phải hứng chịu cơn da đòn của chồng. Đã nhiều lần mẹ con Phia phải nhờ đến chính quyền can thiệp. Ông Tình cũng đã ký cam kết, nhưng khi uống rượu vào thì lại vẫn chứng nào tật ấy. Mà cứ say là người đàn ông này lại trở thành con người khác, sẵn sàng chửi mắng, da đòn với vợ, thậm chí thượng càng tay hạ càng chân với con một cách không thương tiếc. Kể cả khi người con trai là Mong Văn Nghệ, sinh năm 1987, lấy vợ, ra ở riêng, sinh được 3 người con, lên chức ông nội, nhưng chứng nghiện rượu của ông Tình vẫn không thay đổi. Và cứ thế, những cơn say của ông Tình cứ triền miên, những vết sẹo trên cơ thể bà Phia lại dày hơn theo năm tháng. Trong tiếng nấc, bà Phia kể lại, có lần hai vợ chồng cùng đi làm dãy, tuy nhiên ông Tình uống rượu say rồi ngủ quên ở chòi. Bà Phia một mình quần quật phát dãy nặng nhọc, nai lưng ra làm việc, nhưng vẫn không vừa ý chồng. Cho rằng bà Phia làm ngứa mắt, ông Tình đã lấy khẩu kíp chuyên đi dãy, nhắm vào người vợ rồi bóc cò. May mắn thay viên đạn chỉ sượt qua phần mềm, không ảnh hưởng đến tính mạng của Phia. Ngày ra tòa, vị chủ tọa phiên tòa hỏi bà Phia, bị ăn đòn nhiều vậy, tại sao bị cáo không ly hôn để giải thoát cho mình? Cho đến giây phút ngồi trước vành móng ngựa với tội danh sát hại người, bà Phia vẫn không thể giải thích được vì sao bản thân bị chồng hành hạ nhiều đến thế. Bởi như nhiều phụ nữ vùng cao khác, bà luôn nhẫn nhịn đến tội nghiệp, phục tùng chồng vô điều kiện và chưa bao giờ dám phản kháng. Thực ra, bà Phia cũng được nhiều người khuyên và cũng đã một lần nhờ người làm đơn xin ly hôn, nhưng người chồng rượu chè không đồng ý. Cuộc sống với những trận đòn roi mắng nhiếc cứ tiếp tục qua đi cho đến một ngày. Sáng 11 tháng 9, cũng như mọi lần, ông Mong Văn Tình mua cả can rượu về ngồi uống một mình, đến khi say mềm. Khi đó, bà Phia đang ngồi trước bếp lửa, ông Tình lại mắng nhiếc và dọa lấy mạng vợ. Bà vẫn cúi đầu im lặng, chờ người chồng vũ phu tỉnh cơn say như bao lần. Nhưng bà Phia càng nhẫn nhịn thì người chồng càng nổi cơn điên, lao đến cầm tóc vợ giật ngược vả liên tiếp, rồi vào buồng ngủ lấy thuốc chữa bệnh của bà ném hết vào bếp lửa. Ông Tình cầm cái chậy gỗ đòi táng vợ, nhưng đúng lúc đó có hai người hàng xóm đi qua nghe tiếng khóc của bà Phia liền chạy vào khuyên ngăn. Sau đó ông Tình vào buồng lăn ra ngủ, hai người hàng xóm ra về, bà Phia đi chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà. Tuy nhiên một lát sau ông Tình tỉnh dậy, dường như vẫn chưa hết men rượu, lảo đảo đi ra bếp, tay cầm hung khí, còn miệng làm nhảm, lần này thì lấy mạng. Bà Phia sợ hãi van xin và bỏ chạy ra khỏi nhà, nhưng cửa đã bị ông Tình khóa chốt. Thấy chồng cầm hung khí tiến lại gần, miệng tiếp tục nói, lần này thì lấy mạng, muốn ăn cái chi thì ăn trước đi. Quên cả sợ hãi, người đàn bà dùng hết sức lực lấy hai tay đẩy mạnh chồng ngã ngửa ra sau. Cơn giận mất khôn, Phia vớ được cái chày gỗ, vung liên tiếp vào hạ bộ và đầu chồng. Khi bà Phia sực tỉnh, thì Tình đã lìa đời. Sau đó bà Phia bỏ một vỏ gói thuốc chuột và hai gói thuốc chuột vào túi quần ông Tình để tạo hiện trường giả. Sau khi bị bắt giữ, bà Phia vẫn phủ nhận hành vi của mình. Nhưng qua đấu tranh và các chứng cứ khám nghiệm, bà Phia mới cúi đầu khai nhận. Anh Mong Văn Nghệ, sinh năm 1987, con trai cả của bà Phia buồn rầu kể lại. Trung bình mỗi ngày bố uống 3 chai trà xanh đựng rượu, có lúc xách cả can rượu. Khi không có tiền, bố đi nợ và lén khi mẹ không ở nhà là vơ hết đồ đạc đi bán để có tiền mua rượu. Chiếc tivi mua 2 triệu đồng nhưng bố bán chỉ 500.000 đồng. Mỗi lần bố bán đồ trong nhà
tôi lại phải chạy đi chuộc lại. Cũng theo anh Nghệ, trước đây bố rất thương vợ con và chịu khó làm ăn. Vì bố bị bệnh động kinh, không biết do ai bày mà bố lấy thuốc về ngâm rượu uống. Bệnh thì không thấy khỏi, chỉ thấy nghiện rượu hơn. Dù đã lấy vợ, ra ở riêng, nhưng mỗi lần bố say rượu và ra đòn với mẹ, anh phải chạy về can ngăn. Tuy nhiên, như ma men dẫn lối, bố anh ra đòn với cả con mình. Anh không nhớ nổi số lần mẹ sang nhà anh lánh nạn vì cơn say của bố. Anh Nghệ cho biết, những lúc bố ra đòn với mẹ, chúng tôi phải chạy đi gọi chính quyền giúp đỡ. Khi mọi người đến nhắc nhở, hòa giải và bắt ký cam kết thì bố đều nghe. Nhưng cứ rượu vào là quên hết, mẹ chúng tôi khổ lắm. Khi được hỏi bảy anh em có ai oán trách hành động bột phát của mẹ không? Ngồi bên cạnh anh trai, cậu con trai út Mong Văn Quý sinh năm 2001, từ đầu ngồi im lặng, bỗng nhiên òa khóc. Anh em con không ai oán trách mẹ cả, mẹ khổ nhiều rồi. Con chỉ mong hội đồng xét xử giảm án để mẹ sớm về với anh em con thôi. Mẹ đang bệnh nữa, mẹ cần về nhà chữa bệnh và đoàn tụ với chúng con. Bố nghiện rượu nặng, uống rượu say là bố táng mẹ, táng cả bảy anh em con. Mẹ khóc suốt, mặt mỗi lúc nào cũng bầm tím, nhiều lần còn bị chảy huyết. Mẹ không phải người xấu, do táng mẹ nhiều quá nên mẹ mới lỡ tay lấy mạng bố. Mong mẹ Phia bị khởi tố tội đoạt mạng người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26 tháng 7, xét thấy hành vi của bị cáo xuất phát từ sự ức chế vì bị chồng ra đòn liên tục trong thời gian dài, nên bị hại cũng có một phần lỗi. Đại diện người thân bị hại và các con đã có đơn xin giảm án cho bị cáo, nên hội đồng xét xử đã giảm từ 15 tháng xuống còn 12 tháng, cho bị cáo sớm trở về đoàn tụ với các con. Đường trở về cuộc sống thường nhật với Mong mẹ Phia không còn xa nữa. Lời động viên của hai người con trai khi tiễn mẹ ra xe về nơi giam giữ: mẹ hãy cải tạo tốt để sớm về với chúng con. Chúng con sẽ đưa thuốc vào trại giam cho mẹ chữa bệnh. Lời an ủi, động viên đã giúp người mẹ bớt cắn rứt lương tâm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.